Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở trước mặt quý vị và các bạn là một chiếc xe Kia Forte. Xe được sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ 1.6. Một chiếc xe phân khúc hạng C, số tự động 1.6, kiểu dáng sedan hai đầu. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán tại Dũng Audi tầm tiền 250. Anh chị em nhà mình sở hữu được Forte 2011, số tự động, kiểu dáng sedan hai đầu, phân khúc hạng C. Với tầm tiền này thì có lẽ là không chiếc xe nào mà đi bền bỉ và chắc chắn cũng như là tiết kiệm nhiên liệu như là Forte rồi. Anh chị em nhé, sẽ được trang bị những gì, form dáng bên ngoài, nội thất bên trong như thế nào, chất lượng kỹ thuật ra làm sao, thì mời anh chị em nhà mình cùng với Dũng Audi chúng ta review chiếc xe này. Xe được trang bị cụm đèn pha và đèn halogen, có đèn gầm, mặt ca lăng mạ chrome, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn, xi nhan trên gương bằng giải đèn LED, tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp chìa khóa thông minh một chạm ở trên tay nắm cửa, với hệ thống cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ cho anh chị em nhà mình. Còn về bên trong xe, xe được trang bị những gì ạ? Đây, trang thiết bị bên trong xe nhé. Gương kính chỉnh điện cụp điện, cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt điện tử, vô lăng tích hợp bàn phím, gảy số thể thao trên vô lăng, để ấn nổ start stop, màn hình Android giải trí thông minh, camera lùi, điều hòa tự động, số tự động 1.6, ghế da nguyên bản màu đen, táp ly táp lô màu đen, trần nỉ nguyên bản, cửa sổ nóc. Đó là những cái trang thiết bị ở trên chiếc xe Forte 2011 số tự động này, tầm tiền 250 anh em nhé. Thế còn về chất lượng của xe thì anh em nhìn thấy đây, phần chỉ của cánh lái này, chỉ của cánh lái nhé, phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với cánh sau của bên lái. Đây, cánh sau bên lái đây ạ, chỉ cánh sau bên lái đây anh chị em nhé. Phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng. Phần cốp của xe đây, đinh tán này, keo của nhà máy này. Đây, keo nhà máy đinh tán nguyên, chỉ cốp này anh em nhé, chỉ cốp này, khoang cốp thì rộng, phân khoa C mà. Đây, khoang lốp dự phòng này, la răng dự phòng này, anh em nhìn thấy phần tôn này. Tiếp đến là phần chỉ của cánh sau bên phụ đây anh em nhé, chỉ của cánh sau bên phụ này, phần tai, phần bản lề cũng như là phần chỉ đứng. Nội thất đây, anh em ngó lại nội thất của xe một lần nữa nhé. Đây là phần chỉ của cánh bên phụ này, đây chỉ cánh phụ đây, phần tai, phần bản lề cũng như phần chỉ đứng này, nội thất của xe này. Chúng ta sẽ đến phần đầu. Ốc cabo này, chỉ cabo này. Đây, chỉ cabo này. Ốc cabo này. Phần tai này, phần ụ giảm sóc này, phần răng này, phần cam sắt xi này. Bên này cũng vậy, tai, ụ giảm sóc, răng và phần cảm sát xi. Đó là về phần thân vỏ. Thế về phần động cơ thì anh em nhìn thế này, ốc chân máy này, ốc vách cam này, tất cả còn nguyên anh em nhé, hộp số nguyên, máy zin anh em nhé, máy zin, số zin. Một chiếc Forte như thế này, máy số zin, không đâm va, không tai nạn,
nó chỉ cũ theo thời gian, xuống cấp theo thời gian thôi anh chị em nhé. 2011 thì nó có những cái nó xuống cấp theo thời gian, còn xe thì không tai nạn, không ngập nước, máy số zin và quẹt xước sát không tránh khỏi. Hiện nay em đang bán tầm tiền 250, nhô 250 một tẹo tẹo tẹo, tùy theo nhu cầu của anh chị em bao rút hồ sơ hay là bao sang tên hoặc là bao sang tên vận chuyển anh em nhé. Forte số tự động 2011, kiểu dáng sedan 2 đầu phân khúc C. Mọi chi tiết xin liên hệ Dũng Audi 0855 966 966. Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.